Hello tất cả mọi người nha, mình là Bustagu đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại là mình cũng đang có mặt trên server BBE nha mọi người, để cùng với anh em tiếp tục cái series đó chính là đấu trường chân lý mùa 10. Và hiện tại thì có phơm bài của mình đang có, đang đi chung với ba đấu sĩ nè, thuật sư, Emo, hộ vệ và Hyperbop nha. Kết hợp đi chung với Neko nè, Amumu, Lulu 1 sao. Và tướng tăng cơ chính của mình đang có, đó chính là con Gragas này, tướng 1 tiền 1 sao và đang cầm hai cái trang bị lớn nha mọi người. Và tinh anh Olaf 2 sao đấu sĩ nha. Và tướng đam chính đó chính là con Annie này 2 sao. Và tướng phụ đam là con Lulu này 1 sao nha mọi người. Và đang cầm một cái trang bị lớn. Gặp luôn cái ông này một cái form bài đang là Yasukari, đang cầm ba cái trang bị lớn. Ui ôi, hiện tại là mình cũng đang có được một lượng máu không ổn cho lắm luôn á nha, khi mà chỉ còn 69 máu thôi ở ra 3.3 và đang đứng top 7 nha mọi người. Nhưng mà làm sao, tại vì lúc đầu game mình lấy lõ nó hơi bị cùi một tí nên em ơi. Cái lõ đầu tiên của mình đang có là một loại vàng tên là sứ mệnh hộ tống nha. Nếu như mà combat xong còn sống đúng không anh em ơi, và thắng và cái cọc này của mình còn sống thì được nhận thêm 3 vàng nha. Và đây là một lượng tiền lãi phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà từ đầu game tận bây giờ là mình thua hơi nhiều anh em ơi. Nhưng mà lúc đầu game thắng cũng được vài round nên cũng được thêm hơn chục vàng, nó cũng khá là ổn. Và cái lõi vàng thứ hai á, mình vừa mới lấy được luôn, đó chính là bạn bè phương xa. Nó chia sẻ kháng phép nè, rồi phép, sức mạnh công kích và cải giáp nha mọi người, cho hai tướng đứng xa nhất hơn. Thắng nổi không ta? Lulu trưởng khá là ác chiến nha mọi người. Trời ơi, set nó lòn ác thật luôn á chứ. Gragas tăng cơ được bạn ơi, nhưng mà chắc chắn rồi em ơi, chủ thua 3 trận luôn rồi đó. Thắng sợ nổi. Nhưng mà thua đẹp nha. Thua đẹp quá em ơi. Một con nữa. Nice luôn. Được không? Một con nữa không? Uầy, thua quá đẹp luôn anh em ơi. Thua đúng một con luôn. Đó là chủ thua 3 trận rồi nha. Nó sẽ giúp cho mình tích được một lượng tiền lãi ổn á. Tại vì ở trong trận đấu ngày hôm nay, mình đang muốn làm thử một cái vị tướng 3 vàng carry. Nó đang rất là lỗi luôn á. Tại vì sao? Được tăng sức mạnh cực kỳ nhiều ở trong ngày hôm nay nha. Đó chính là con Lulu carry nha mọi người. Cái con Lulu này thì cái ngày đầu tiên người ta không có chơi nhiều cho lắm. Tại vì cái ngày đầu tiên á, với lại là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ ba luôn, thì người ta chỉ đang chơi những cái vị tướng mà 4 và 5 tiền 3 sao xem thử á, để xem thử tướng mắc tiền ở mùa 10 này nó mạnh như thế nào. Nhưng mà người ta đã bắt đầu chuyển dần sang những cái phơm bài carry và tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền carry rồi nha mọi người. Như là con Garen nè, Kata nè, Jack nè, Echo, Lulu, Annie, nói chung là nhiều lắm anh em ơi. Và trận đấu ngày hôm nay á, là mình đang làm thử con Lulu tướng 3 tiền carry nha, đi chung với hệ thuật sư và Hyperbop nha mọi người. Đây, nói chung là tướng 3 tiền á mọi người, roll nó cũng khá là dễ thôi. Roll nó tầm level 7 nè. Tại vì ở mùa 10 này á, nó có tinh anh nên lên 3 sao dễ lắm anh em. Mọi người chỉ cần hơn thôi nha, thật sự chỉ cần hơn thôi thì lên 3 sao là phát 1. Trời ơi, ông này chưa gì mà tướng 3 sao một đống luôn trời. Vì 3, Vinh 3 và cầm full trang bị lớn luôn kìa. Mà trang bị chuẩn nó mới ác chứ, này mình thắng sao nổi anh em. Này anh em biểu thăm mình thắng làm sao. Thua còn được đó chứ, mà thua ít thôi. Ui, Lulu trưởng ác đó anh em. Ui, một mạng nữa nè. Cái nữa không? Ui, anh em ơi, đẹp luôn nha. Nice. Ơi, nãy giờ thua mà toàn thua đẹp không à. Thua có 1 con, 2 con. Lúc đầu game thua nhiều lắm luôn là 3 con anh em ơi. Nó mặc dù là đang chủ thua 4 trận mà còn tận 57 máu luôn à. Nhưng mà mình hơi lỗ, cực kỳ là lỗ luôn á. Tại vì cái lỗ đầu tiên của mình là phải là thắng thì nó mới mạnh được mọi người, mà nó còn thua không à. Thua 4 trận luôn rồi. Đây rồi, Lulu 2 sao đỡ nha. Lulu 2 sao và mình tin chắc rằng đây á là một cái sự khác biệt nha mọi người. Ui, tầm này mà có kill này à. Nhưng mà không cần lắm anh em ơi, cái phơm bài của mình đang chơi á, không có cần kill này cho lắm. Với lại là trang bị thì lại không có. Tại vì kill này là một cái vị tướng vật lý á, mà đồ của mình toàn mana và phép. Còn con Gragas đó là cầm độ tăng. Tầm này mà nó ra cho mình con Yorick các kiểu thì ok hơn. Lulu nó trưởng ác không anh em ơi. Ông này là Zone Carry level 7 và hơn 50 tiền. Zone 3 trang bị lớn luôn kìa. Ác quỷ gì. Ui nó mạnh như trời. Hồi máu đúng kinh luôn anh em. Ôi, nhưng mà và đó là ok, thắng lạ anh em ơi. Combat đây được 3 tiền nè, thấy không, lời chưa. Cái lõ đầu tiên của mình đang có là nếu như mình chỉ cần thắng liên tục thôi á,
Trời ơi, nó mạnh cực kỳ luôn. Tại vì mọi người đừng quên, với 3 vàng được cho mỗi rào á, nó bằng luôn cái số lượng tiền lãi mọi người chủ thu 5 trận luôn á nha. Tại vì mọi người chủ thu 5 trận nè, hoặc là chủ thắng 5 trận liên tục á, thì mỗi rào nó cho mọi người thêm có 3 vàng tiền lãi thôi. Nhưng mà với cái lõi vàng của mình đang có, chỉ cần thắng thôi, và cái cọc này của mình còn sống nha mọi người, quan trọng á là phải sống cơ, thì được thêm 3 vàng tiền ác. Đây, cái cổng của mình đang chơi thì anh em biết rồi đó, cái cổng đầm lầy đó mọi người, toàn cua không. Nói chung là nó sẽ cho mình thêm tiền, thêm trang bị và thêm mấy cái mảnh đồ, và nếu như mà hơn nữa thì có cả Neko nữa. Ui, level 7 tỷ lệ rôn tướng 5 tiền có 1% mà ra liên tội luôn như này, ác quỷ chị. Lulu tên anh bạn ơi, có Ari luôn anh em ơi, khá là hơn nha. Tại vì Ari á, nó cũng là một cái vị tướng 4 vàng hệ thuật sư, và bỏ vào luôn kích được một cái phơm bài cực kỳ đẹp luôn đó nha. 5 thuật sư, 3 KDA, emo, hộ vệ và 2 bờ bóp nha. Quá là đã luôn anh em. Ông này, trời ơi, ông này 3 sao Evelyn luôn à, kìa ác quỷ vậy. Neko full tăng, Kai'Sa 2 sao đang cầm 2 trang bị lớn. Gragas tăng nổi chúng ta. Nói chung đây chỉ là một cái vị tướng 1 vàng thôi mọi người ơi, tăng nó hơi khó. Tăng hơi khó nhưng mà Lulu. Ui, Evelyn đam ảo quá này mồi, nó chọn cái tay mình bóp hơi hết luôn á chứ. Nhìn nè. Rồi. Lulu cũng hơn 4k đam luôn chứ bộ. Đâu phải là yếu đâu. Ơi, bây giờ rao sâu chỉ cần đó chính là Lulu tên anh thôi nha. Là Lulu 3 sao luôn anh em ơi. Lõi vàng tiếp anh em ơi, cây cung thần tốc, cầu hồi phục, đủ phép à. Cái cầu hồi phục này khá là ngon nha, lấy luôn nha mọi người ơi. Ui xôi ôi, và đó là Lulu tinh anh luôn anh em ơi. Ok, 8 con luôn nè, con cuối bạn ơi. Lulu 3 sao luôn đi, 3 Riven luôn kìa, ác quỷ vậy, cây dít tiếp nè. Ui, level 7 anh em ơi, thật sự là như vậy luôn hả? Level 7 tỷ lệ rôn tướng là 1% tướng 5 vàng. Nhưng mà rôn nó cứ ra tướng 5 vàng liên tội luôn, ác quỷ thật sự luôn á, ảo ma ác. Ok, em xa đây mời, và đó là Lulu 8 con luôn rồi nha. Và cái quan trọng nhất á là khi mọi người có tướng carry mà là tướng tinh anh á, chơi rất là dễ. Tại vì em đừng quên, tướng tinh anh á được cộng thêm rất là nhiều chỉ số nha. Đây rồi, Lulu bay lên được không? Ui, vừa kịp bên em ơi, vừa kịp. lên được. Và đó là hai bờ bóp. Khi sử dụng kỹ năng, tướng hai bờ bóp của bạn ban cho tốc đánh và năng lượng cho hai tướng đồng minh gần nhất. Ok, hợp lý luôn á, hợp lý luôn á. Xì bam kỹ năng liên tội luôn anh em. Ố. Hôm nay Giê-xu hả? Trời ơi, Giê-xu với chúng tôi chủ thắng đắm luôn trong top 1 anh em à. Cái con Giê-xu này thì đầu mùa lúc mà ngày 1 với lại là ngày 2 thì rất là lỗi. Nhưng mà sau gần một tuần trải nghiệm thì con Giê-xu này bị nớp thảm luôn rồi. Nớp từ tinh anh nè, nớp từ cái nội tại tích đam của nó nè. Bây giờ yếu lắm anh em ơi. Nói chung mà ra sớm thì chơi lọt top nó vẫn được thôi. Mà mình thấy hiện tại những cái vị tướng 2 vàng và 3 vàng 3 sao khác đó, nó đang mạnh rất là nhiều luôn á nha. Đây ơi, đội hình đẹp đó anh em ơi. Con Lulu này nó có hai hệ thôi nha mọi người. Một hệ là hai bờ bóp, một hệ là thuật sư nha. Cái hệ hai bờ bóp á là kiểu như là dạng support thôi mọi người ơi. Cái quan trọng nhất là cái hệ thuật sư nha. Tăng thêm phép, ui, kỹ năng đầu lắm. Kỹ năng con Lulu thì khá là dễ chơi thôi, nó chỉ cần quy thôi anh em. Đó, nó quy thôi, quy trúng hai ba đứa gì đó, nó mà tên bạn đứng hàng sau thì trúng hết đó. Ác quỷ chưa Lulu, ác quỷ chưa, carry hết mọi người ơi. Nice, ui, đi chung với cầu hồi phục nè, đi chung với hai bờ bóp nè, thì cái đội hình của mình nó đang không thiếu bất kỳ một cái gì luôn anh em ơi. Cầu hồi phục cho hồi máu, hai bờ bóp cho tốc đánh vào hồi phục, ác quỷ ở đây mời, ngon lành luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền nha, và lên tầm level 9 đi để ăn chi kẹp một cái phơm bài cấp 7 thuật sư vào nha mọi người. Anh em nhìn không nhầm đâu, hiện tại những cái mốc như là KDA nè, như là thuật sư nè, hoặc là cả Pentakill nha mọi người, thì nó đều có mốc 10 cả, kích thể mốc 10 nha, ác quỷ chưa. Mốc 10 luôn ở đây em ơi, tại vì anh em đừng quên, ở cái mùa 10 này á, cái cấp độ cơ bản là cấp độ 10 á, anh em bây giờ không cần bất kỳ một cái lõi nào, chỉ cần có nhiều tiền hơn tí
anh em dùng tiền để level thôi, thì cái level 10 này dễ. Ủa có Sona ở tầm này luôn hả? À? Vãi trưởng vậy. Tại vì con Sona này á là một cái vị tướng 5 vàng chơi rất là ngon luôn khi mà kết hợp với tộc hệ này nha mọi người. Trời ơi. Cái thật sự level 7 không ta? Đúng ảo luôn á anh em. Đúng ảo luôn á. Level 7 tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 1% mà cái roll tướng 5 tiền là nó cứ ra hoài luôn á. Vô lý thật sự ạ. Ngon rồi đó, ngon rồi đó. Có Sona tầm này đúng rồi thôi chứ tên bạn đỡ sao nổi. Tên bạn là Nami 3 sao đi chung với Ari 1 sao đang cầm ba cái trang bị lớn nhưng mà Lulu. Ui ôi. Lulu kìa. Đem kìa đem. Thế này thì sao mình đỡ được đây? Lulu 3 sao 3 à lộn 7 cái đam mọi người. Đang cầm đó chính là Blue găng bỏ thạch và diệt khổng lồ nha. Bây giờ thiếu Eco mọi người ạ. Ủa vô đích nó ra kìa. Amumu ra khá là nhiều nha. Ari nữa nè. Có Eco không? Có Eco không? Vét hả? Vét không cần cho lắm nha mọi người. Bây giờ ra Eco là quá đẹp luôn á. Ơ, Gragas tướng 2 tiền anh em ơi, mình quên. Sorry mọi người nhiều nha. Bữa giờ chơi hơi ngáo rồi. Gragas tướng 2 tiền anh em. Sorry mọi người. Lulu chịu nó bạn. Thoải mái luôn, thoải mái luôn. Chỗ đam kìa. Nó đam kìa anh em ơi. Sao mà chịu nổi được. Tướng 5 vàng carry với chúng tôi à. Biết Lulu chưa? Biết Lulu chưa? Và đó là 3 vàng được cộng thêm nha. 11 cái đam luôn mọi người. Chịu sao thấu. Cái con Sona này á, nó là một cái vị tướng 5 vàng. Có 3 cái dạng khác nhau nha mọi người. Một dạng á, là tăng khả năng hồi phục và tạo giáp cho đồng minh. Một dạng á, là tăng tốc đánh cho đồng minh. Còn một dạng á, đó chính là tăng thêm sức mạnh phép thuật và sức mạnh công kích cho đồng minh nha. Và cả 3 dạng này á, nó đều có một cái đặc điểm chung, đó chính là xài kỹ năng toàn bản đồ. Là mỗi khi mà nó xài kỹ năng á, là nó dính hết tất cả tướng ở trên bản đồ luôn nha mọi người. Cái dạng xanh là hồi phục với lại là tạo giáp á, thì sau một lần đúng không, cả team mình được nhận luôn. Tốc đánh á, cũng là như vậy. Và nếu như mọi người xài cái dạng mà tăng thêm sức mạnh phép thuật với lại là công kích á, thì nó sẽ là một cái dạng carry và gây đam nha. Nó một lần mà nó xài kỹ năng thôi nha mọi người, là dính hết tất cả tướng của team bạn luôn á. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu á, là cái lượng mana nó cần xài kỹ năng rất là cao. Gần 200 mana. Gần 200 mana nha mọi người cho một cái lần xài kỹ năng. Đâu có bù cho con Ari hoặc là con Lulu đâu. Cái lượng mana cơ bản có tầm 20 tới 30 thôi nha mọi người á, tùy con ha. Còn con Sona là gần 200. Nó gấp gọi là phải mười mấy lần so với những cái vị tướng khác. Nhưng mà mỗi khi mà nó xài kỹ năng á anh em, thì rất là phê. Nó phải gọi là đỉnh cao luôn á. Xài một lần thôi mà hiệu quả ác anh em. Ông này là một cái form bài Zinkari ha. Lulu trưởng nè, Ari hôn gió nè. Ari mà mọi người lắp cho nó một cái bù xanh đó, nó cũng trưởng liên tục luôn. Nhưng mà Lulu carry ngon hơn. Lulu Lamana liên tục luôn anh em. Giết Zin kìa. Ai bị chón bị chó anh em ơi. Cày thế. Ui thua xàm ghê anh em ơi. Đội hình của mình thua là tại vì cái dàn tăng của mình nó hơi yếu. Thiệt, dàn tăng của mình nó có hơi yếu. Mình cần Amumu 3 á, thật. Dàn tăng của mình nó yếu quá anh em ơi. Đây rồi, Amumu 7 con luôn nè. À nhầm 8 con chứ có Eco luôn anh em ơi. Đẹp, 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 đẹp. Vừa đủ, vừa đủ, vừa đủ. Cái mốc mà 7 thuật sư ấy nha. Khác bọt lắm mọi người à. Nó tăng đam phép ghê lắm. Amumu ơi. Không ra được à. Ra tầm này mà Amumu 3 sao thì bú đó anh em. Tướng 3 vàng tăng cơ đang cầm 3 cái trang bị lớn như này là cũng khủng hoảng tinh thần tên mạng đó. Trưởng nó, ông này Yasuo đi chung với Chu Đam và hộ vệ nè. Trời ơi, nó play kìa. Cay thế nhờ. Thu dơi sức bà nè mọi người. Ê, chưa chắc nha. Chưa chắc nha. Ây da. Thu dơi sức bà mọi người ơi.
cái này do mình xếp bài, mình để dây xuống nó chém chết Lulu của mình trước đó, mình thua hơi xàm. À, Mumu nào, Bali Sona luôn nè. Ô, Ari 2 sao, ngon quá mọi người. Amumu 3 sao. Ui, Sona 2 sao trước luôn mà. What the hell. Lên luôn cho em nói nha em ơi. Trời ơi, game kìa anh em. Ron kiếm tướng 3 vàng nó còn khó hơn Ron kiếm tướng 5 vàng ở level 8 nữa. Tỷ lệ Ron tướng 5 vàng có 3% mà. Mà nó lên được luôn mà. Ok, thế thì quá dễ rồi. Cái Sona support như này là quá dễ rồi anh em. Trời ơi, Lulu kìa. Ông này Zihin 2 sao ở level 9 với chúng tôi à. Cũng mạnh. Cũng mạnh. Cũng mạnh. Ui, Lulu hơn 10 cái đam. Wow. Sắp lọt top rồi nha. Và nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái video và đó cho chân lý mùa 10 mới nhất á, thì anh em hãy cứ bấm vào các phần video ở trên kênh Biosagi này của mình nha. Là sẽ thấy à. Nói chung là mình đăng video đều hàng ngày nha mọi người. Từ thử thách đồ gì các kiểu á, hoặc là ý tưởng của mọi người đưa ra cho mình. Còn nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái phần bài meta về mùa mưa này á, thì lúc mà về server Việt Nam á nha, thì mình sẽ bắt đầu cập nhật dần đều á. Tại vì lúc mà cái phiên bản mùa mưa này nó về Việt Nam á, thì lúc đó mọi người mới thật sự là leo răng được. Thì lúc đó là mình mới bắt đầu mình đăng meta nha mọi người. Anh em theo dõi cho nó dễ nha. Chứ bây giờ mình đăng meta rồi á, thật sự là thay đổi hàng ngày. Mọi người đừng quên server của mình đang chơi á, là server PBE, là một cái server thử nghiệm. Nên cập nhật phiên bản mới là hàng ngày luôn nha mọi người. Thay đổi từ cái vị tướng này tới cái vị tướng kia. Thay đổi từ tộc hệ, kỹ năng, trang bị và cả lõi luôn nha. Thì Riot đang cố làm sao mà cho nó cân bằng nhất, nó gọi là ổn áp nhất trước khi mà cập nhật vào server global nha mọi người. Là server quốc tế đó. Thì mình sẽ hạn chế làm mấy cái video meta ở tầm này, tại vì nó thay đổi nhiều lắm. Mình sẽ đợi về Việt Nam rồi á, đợi phiên bản chính thức quốc tế nha mọi người. Thì mình làm để cho mọi người leo răng cho nó dễ nha. Lúc đó mọi người mới leo răng được mà. Bây giờ leo răng sao được. Ui, luôn luôn nó trưởng cái đam, what the fuck. Đam kìa. Ari cũng 5 cái đam luôn chứ bộ. Mà con tướng tăng cơ của mình đó, khi mà nó được 3 sao thì mọi người đừng hỏi luôn, bất tử luôn rồi đó. Amumu tướng 3 vàng và 3 sao và đang cầm 3 cái trang bị tăng cơ cực kỳ đẹp. Thế này thì tên bạn sao mà thở nổi. Ăn được con Amumu này thôi chứ là cũng mệt đó. Ở trong cái phơm bà này của mình đang chơi á, thì có hai cái vị tướng tăng cơ có thể thay phiên nhau được luôn á nha mọi người. Là con nào lên được 3 sao trước á thì mọi người chơi con đó. Một á là con Amumu, hai á là con Echo nha. Đây đều là hai cái vị tướng 3 vàng hệ thuật sư mà tướng tăng cơ rất là ngon nha mọi người. Echo với lại là Amumu. Tại vì trận này á, Amumu của mình nó ra lúc đầu game nhiều quá em ơi. Thôi quốc luôn. Quốc luôn cái gì nữa. Trời, nó trâu kìa. Nó trâu kìa. Nó trâu kìa anh em ơi. Nó trâu kìa, what the. Ui ôi. Ui ôi. Trời ơi, bất tử luôn mà. Nguyên đội hình team bạn đánh mình luôn á. Có cả Yasuo các kiểu nó chém nữa mọi người. Nhưng mà gần như là không chết nổi. Sona búp máu, cầu hồi phục các kiểu, rồi Lulu búp nữa. Chịu sâu thấu anh em ơi. Có cả Sona, có cả con Seraphine nữa nha. Hồi nãy giờ mình quên chứ, con Seraphine này á cũng là một cái vị tướng 2 vàng carry, cũng rất là mạnh nha. Và kỹ năng của nó vừa hồi phục được mà nó vừa gọi là sát thương được nha, khá là ok luôn á. Cái đội hình thuật sư này á, nó có một cái điểm chung á là hầu như tướng nào cũng có khả năng kỹ năng mà búp á nha mọi người. Búp ác lắm. Là mình nhớ tới mấy cái phơm bài mà như hồi xưa các kiểu á, can trường rồi hiệu triệu nhân hồi máu anh em. Nhìn khá là giống nha. Rồi, trang bị quá đẹp luôn nha mọi người ơi. Echo đang cầm thêm một cái trang bị lớn là nổi xét nha. Còn Sona là quyền trượng. Tại vì mọi người biết sao không, để mà con Sona này nó xài được một cái lần kỹ năng á, thì trải qua ít nhất phải là 10 mấy giây. Và trong 10 mấy giây đó nó đủ tích ít nhất là từ 2 đến 3 stat của quyền trượng rồi. Thì là quá đủ rồi đó. Đây, 50 stat này mọi người ơi. Lên được nữa không? Trời, end game rồi. End game rồi, con Sona của mình nó vẫn chưa xài kỹ năng được luôn mà. Nên mình nghĩ là cái trang bị quyền trượng hoặc là Sojin đó là những cái trang bị mà cực kỳ ngon luôn cho con Sona này nha mọi người. Thứ nhất là giúp tích được cái lượng mana nhanh hơn tí,
nhanh hơn một tí luôn nha, chứ không phải là đặc biệt quá đâu. Cái thứ hai á, cái quyền trượng nha mọi người, trước khi mà nó xài kỹ năng chắc là nó tích được tầm một chục cái stat rồi, cứ qua vài giây là được thêm một stat, cứ qua vài giây là được thêm một cái stat, thì mọi người nghĩ đi, chắc là phải thêm được 5 stat đó mọi người. Đây, kẹp tạm con KDA là con Akali vào nha. Ông này, ui ủa bay sao nhiều vậy? Có Lucian luôn kìa. Ui, Vigo sắp bay nè. Bậy nha, bậy nha, bậy nha. Phải thắng á, phải thắng anh em ơi. Thua là mệt đó. Phải thắng á nha, phải thắng luôn á nha. Ui, Zone chém mát kìa. Ui. Ui, what the fuck gì đây? Cái gì đây? Ui. Ui. What the? Lulu 12 cây đam nhưng mà đánh không mất máu nổi luôn con Johnny mọi người. Ui, quê gì? Ê, mình đã phát hiện ra một cái vị tướng 3 vạn lỗi hơn nữa nè mọi người. Ê, ảo nha. Nói chung là tại vì đội hình của mình nó đã đang chưa có bất kỳ một cái trang bị nào mà giảm hồi phục được cả. Như là bùa đỏ nè, hoặc là quỷ thư, hoặc là giáp lửa này mà đang không có bất kỳ một cái trang bị nào. Cái con Zone nó cứ quạt một phát nó hồi full cái máu. Nó quạt một phát nó hồi full cái máu. Và mình nhớ không nhầm á, là kỹ năng của nó là quạt hai lần liên tục mọi người. Hồi máu ác thật sự luôn á. Lulu gây tới tận là 12 cái đam không ăn nổi. Mà cái lượng máu cơ bản á chắc là tầm 1.500 hay là 2.000 thôi mọi người. Trời ơi, Lulu nó băng kìa. Ác quỷ thật sự. Quăng nó. Trời ơi, một kỹ năng hơn 3k đam, Jin 3 sao chịu không thấu luôn mà. Và đó là 13.000 đam luôn à. Ê, còn cái thằng Zone này nó hơi bị lỗi nha. Thằng Zone này nó hơi bị lỗi nha mọi người. Yêu cầu nớp nớp lại tí chứ hơi mạnh quá luôn rồi đó. Mình nghĩ là cái một cái trang bị bắt buộc phải lấy hiện tại luôn á là một cái giáp lửa đó mọi người. Bắt buộc phải lấy luôn á nha, chứ không lấy là thua chắc luôn cái gì nữa. Nó hồi máu kìa như thằng nghiện. Ok, Gragas 2 sao phải lấy á mọi người ơi. Không lấy là mệt mỏi với cái thằng Yone đó. Lỗi quá mọi người à. Biến nó chứ. Gặp lại nè, bây giờ mình thua là mình đi luôn á nha. Mình thua là mình đi luôn á nha anh em ơi, phải thắng á. Tại vì ông đó cũng sắp lên được Viego 3 sao rồi á, anh em nghĩ đi. Mới có một con tướng Yone 3 tiền 3 sao nó carry ác như vậy rồi thì lên được Viego 3 sao thì endgame luôn chứ làm gì nữa. Hai cái nỗi xét. Mới nó vẽ đồ kìa. Ôi đúng rồi, đẹp quá anh em ơi, góc đẹp á. Góc đẹp nha, góc đẹp nha. Lulu được xả kỹ năng thoải mái nha. Sona bóp nè, Ari được quăng kỹ năng thoải mái nha mọi người ơi. Amumu đang tăng cơ rất là châu và OSK Yone đi rồi. Và tay bạn hết đam, mặc dù có Lucian tướng 5 vàng 2 sao nhưng mà bắn có vẻ như là không thấm luôn. Đại số đi luôn mà. Ok. Ok. Ui góc nó đúng đẹp luôn anh em ơi. Thứ nhất á, là con Lulu này lúc đầu game nó đam thẳng luôn. Cái con Zone. Cái thứ hai á, là con Zone này nó móc hơi ngu. Đáng lẽ nó phải di chuyển xuống luôn á. Là nó thắng mình rồi mà ai ngờ tự nhiên nó đang di chuyển xuống. Nó quẹo qua phía bên trái. Nó quẹo một cái đường phải gọi là tuyệt vời luôn anh em. Và thế là thắng. Nó còn xuống nó búp mana dùm cho con Sona này nữa chứ. Cái con Sona này muốn xài kỹ năng nhanh á thì chắc là phải có người đánh đó mọi người. Phải có người đánh á thì mới lên được mana nhanh lận chứ. Để tự đánh thì biết lên chừng nào. Cái cột này á thì lúc đầu game mình lấy nó là tại vì nó cho mình một cái lượng tiền rất là lớn lúc đầu game. Nó chính là 3 vàng mỗi rao. Nhưng mà về cuối game như thế này nè, thì cái với cái lượng tiền mà 3 vàng đó nó cũng không có làm giúp cho mình thắng được cái game này. Mình sẽ để thắng, mình sẽ để nó ở trên hàng đầu luôn nha. Ơi, ơi thua hả? Hơi bậy. Ari lo được. Lulu gần 11 cái đam, Ari là gần 5 cái đam. Nãy so. Đấy cái cọc của mình nè. Cái cọc này lúc đầu game có hằng sao anh em ơi, rất là giấy. Nhưng mà về cuối game như thế này, cọc này một phát lên được 3 sao luôn anh em ơi. Thì nó cũng có một cái lượng máu rất là trâu. Lúc đầu game là cần tiền cho, chứ về lúc cuối game như thế này thì mình cần thắng hơn anh em. Mình sẽ để cọc lên trên luôn nha. Nó sẽ là một cái vị tướng tăng cơ rất là ngon luôn. Đầu game cho tiền, cuối game cho tăng. Một cái lõi
khá là ngon. Nhưng mà đầu game á thì mọi người phải thắng á, chứ nếu như mọi người không thắng thì không khác gì đang chấp một lưỡi vàng cả. Nó cũng 50-50 anh em ơi. Đây rồi anh em ơi, có Neko rồi nha. Tại vì con Neko này nó kích được luôn cái hệ KDA, kích luôn cái hệ đó chính là hộ vệ nha. Thêm được hai cái trang bị lớn nè. Chắc là lấy trang bị tăng đi. Eco cầm đi bạn. Một cái trang bị lớn nữa nè. Ok, cho Sona cầm nha. Lulu trưởng đi bạn ơi, trưởng đi bạn ơi. Bạn carry được mà. Ôi ôi, 6 cái rưỡi đam, ác quỷ. Ác quỷ. Ari, hùng gió nè. Ari, hùng gió mà nè. Sona búp kìa nè. Ari, Ari, thắng luôn không? Ra 7 chấm mà, ôi xôi ôi. Và đó là top 1 luôn mọi người ơi. Mảng đôi nhãn liền, ok. Và GG tất cả mọi người nha, bye bye. Cho tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website biostegistore.com của mình nè. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn á, thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình nè. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha em ơi, một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không, thì đây mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người ơi. Anh em cứ vào mà lựa chọn, giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi thì mình bấm vào đúng không, mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè. Đấy, anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi á, nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi. Còn không á thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á, thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng BNU Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khó luôn, như là Timo Tí Nị nè, Jesus Chiến Binh Rồng hàng hiệu nè, rồi móc khó Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người. Và cùng hàng loạt những cái mẫu móc khó mới. Đấy, đẹp chưa? Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người. Một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi. Thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì á, anh em mà cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.